Ở đây là mâm này là dành cho khách và những người đàn ông ở đây quý vị các bạn nhé. À, giống như kiểu ngày xưa ấy. Và ở đấy có một mâm này. Phong tục ở đây là lấy ba con gái vì con dâu là ăn vậy này. Đấy, một mâm thịt gà, gà bản, gà đôi các bạn nhé. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ bác đang có mặt tại bản Na Niếng, xã Tri Lê, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thì hôm nay bác đi lên bản, lên các bản ấy, và để đặt mật ong với các cái thờ đi lấy mật ong ở trên rừng ấy, ở tại xã Tri Lê. Thì hôm nay đi lên đây lại ở tại bản Na Niếng, nhưng mà trưa gần về chiều rồi, tương đối là bãi bùng. Thì được những người dân, những người thờ rừng là mời ở lại ăn cơm. Và bây giờ bác lên cái nhà than này. Đây, bác thể review một đoạn video clip ở nhà, khung cảnh của nhà than của người dân ở nơi đây. Và hôm nay là chủ nhà ở đây là mời bác ăn cơm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Xem ăn cơm ở bản như thế nào. Đây, đây là ngôi nhà san của bác đấy. Lúc sáng bác lấy mật ong. Nhà bác Sơn. Nhà san thì thường ở người Thái ở đấy là ở dưới này là chỉ làm ở dưới chứ không có ai ở cả. Đây. Nhà này thì làm đơn giản thôi. Đấy. Họ vẫn có cái tục là nắng buộc trâu bò ở dưới san là người ở Tết. Đây. Đây là cỏ cho bò. Đấy vẫn đang còn những cái chiếc máy tuốt lũa này. Này. Máy tuốt lũa ngày xưa đấy. À, bây giờ mời quý vị các bạn cùng lên xem trên nhà có những gì nhé. Đây là chiếc cầu thang. Thang gỗ. Để nhà nào thì cũng có một cái ghế ngoài sảnh này để ngồi này, tiếp khách này. Đây, hôm nay chủ nhà tiếp đón mời bác ăn cơm này. Cảm ơn gia đình nha. Có món gì đây bác Hân? À, đây là thịt gà. Là được thịt gà. Đây là gừng. À, này, gà này. Còn đây là cánh bỉ này. Cánh bỉ này. Và đây là gừng, đặc biệt là đến nhà nào cũng có cái món này quý vị các bạn nhá. Món chèo gừng này. Đây, chèo gừng này. Gừng bỏ muối mới chín ớt cay. Là đấy có cái lá dổi này và lá đu đủ. Đấy, để ăn. Mình thì vài lòng bia. À, mời lòng bia. Để khám phá cái bếp nào. Được, tại sao lại dọn lại một chỗ ăn luôn chứ ba? Hả? Hả? Ăn một chỗ luôn? Không. Sao thế? Không uống được bia, không ăn. Ở đây là mâm này là dành cho khách và những người đàn ông ở đây quý vị các bạn nhé. Giống như kiểu ngày xưa ấy. Ở đấy có một mâm này. Phong tục ở đây là lấy ba con gái vì con dâu là ăn vậy này. Đấy, một mâm này. Hay thế sao ăn một thấy một chỗ luôn. Hả bác? Hả? Không ăn. Sao không ăn cho một chỗ ăn luôn? Ăn riêng cũng được. Kiêng à? Không kiêng đâu. Không kiêng à? Nhưng mà không chụp mà. Ở đấy cũng có bác, hôm nay có bác mới có thịt gà đây này. Đấy, họ mới thịt gà này. Đây, đấy là rau này. Không có cái gì ăn đâu. À thế à? Ta nhà ta không có tủ lạnh à? Không có. À, để cái tủ này để bỏ đồ ăn đây này. Đấy. À, đấy là cái bẫy chuột à. Cái bẫy chuột các bạn. Đấy. Để khám phá nhà của ba người Thái ở đấy tí. À, ta vẫn nuôi lợn à? À, thỏ lên nuôi trong nhà. À, chuột à? À, có con chuột, chuột mới đẹp vậy. À, có con chuột đẹp vậy. Chuột bạch à? Chuột khoáng nhỉ? Đây có hai con chuột các bạn này. Em là con dấu à? À, đặc điểm người Thái thì hầu như nhà nào, nhà sàn nào hoặc nhà nào cũng có một cái bếp củi và có cái gian ở đây này để bỏ cả cái đồ ấy.
có cái gian đây này để bỏ đồ thịt cá này đúng túng đây lên à, hóa cái giọng cái giọng nữa hạt giọng ngô chẳng hạn mắm muối mới chính đây là như thế vì ở đây không có tủ lạnh này hầu như toàn dùng bếp củi cả. Và bây giờ là lại dùng cơm với gia đình nhé các bạn nhé. Quay đây mời bạn nha. Mời cả nhà nha. Đây là món rau bỉ các bạn này. Rau bỉ này để bác thử thưởng thức xem thế nào. Đây vào bản ăn đơn giản thôi. Mời các bạn nha. Mời bạn nha. Mời cả nhà nha. Rau đây được cái sạch ăn an toàn này. Cơ bản là ăn rau là không phải lo là rau ăn rất an toàn. Đấy. Không phun thuốc. Mà đặc điểm này, đặc biệt đấy các bạn nhá. Có cái rau đây là lá đu đủ này. Và đấy là lá gọi là lá dổi. Lá dổi nó thơm giống như hạt dổi đấy. Đấy là bây giờ là ăn để đi gừng các bạn này. Đây này nhá. Đây. Này. Gừng là giống như chèo, gọi là chèo gừng đấy, hầu như nhà nào cũng có hết. Đấy, ăn đơn giản thôi. Đấy. Mời cả nhà nha. Ăn nhiều gừng quá cay. Ngon, ăn được cơm ngon. Cay quá. Bác mời đấy. Ăn đi. À, để bác thử miếng thịt gà này, gà này gà bản đấy. Này, thử miếng lạc lạc tí nhá. Con không ăn à? Ăn. Chỉ điện thoại thấp. Ăn năm chay nhá. Chay rồi. Ăn đi. Còn đấy là thịt gà gà bản gà đôi các bạn nhá. Ngon này. Ngon đó, gà cỏ. Ba bạn nói gì cũng ngon, rất là tuyệt vời. Ok. Đấy, vừa rồi là bác cái một đoàn khu vực ở nhà sàn của bác Sơn ở đây là mời bác ăn cơm trưa. Đấy thì bác quay một chỗ phóng cảnh trong nhà đó. Đấy, và có cái điều đặc biệt là có hiện tại bây giờ 6-7 người thôi nhưng mà giòn hai mâm các bạn nhé. Các bạn thử cho bác một cái nhận xét như thế nào để dưới phần bình luận cho bác nhé. Còn bây giờ là bác tạm dừng đoàn video tại đấy để ăn cơm cùng gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video khác nhé. Bye bye.